Mọi thứ đầy hứa hẹn khi mùa xuân đến, chú gấu sau giấc ngủ đông đã thức dậy và tìm kiếm thử thách mới của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã viết như vậy vào bài đăng đầy ẩn ý trên trang cá nhân vài ngày trước. Dường như chiến lược gia ở xứ sở Củ Sâm đã nghỉ ngơi đủ lâu và muốn tiếp tục công việc cầm sa bàn quen thuộc của mình. Hữu duyên làm sao khi đội tuyển Việt Nam cũng mới sa thải huấn luyện viên Philippe Chuzier sau chuỗi ngày tăm tối. Người hâm mộ bắt đầu dấy lên một thuyết âm mưu rằng thầy Park đang thả thính VFF và đang muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đương nhiên, ngoài thuyền trưởng 66 tuổi, một danh sách những cái tên đủ dài và uy tín để dẫn dắt các chiến binh sao vàng hậu kỷ nguyên Chuzier đã được vạch ra. Đầu tiên, chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo. Chẳng cần là một chuyên gia thì các cổ động viên cũng biết đội tuyển Việt Nam đang chạm đáy về mặt thành tích cũng như sự thất vọng. Ở hoàn cảnh không thể tệ hơn, các cổ động viên lại nhớ về những ngày tháng xưa cũ và mong một cuộc tái ngộ đẹp như phim Hàn khi huấn luyện viên Park Hang-seo quay lại vực dậy tuyển quốc gia. Tất nhiên, kịch bản trên nếu xảy ra sẽ tạo nên một cú sốc lớn với không chỉ bóng đá Việt Nam mà còn cả là Đông Nam Á. Các đội tuyển khác đều e sợ hình ảnh ông kẹ khu vực mà binh đoàn Rồng Vàng từng tạo được dưới thời huấn luyện viên trưởng 66 tuổi. Là mẫu huấn luyện viên thực tế, thầy Park luôn muốn các học trò nghĩ đến việc xây dựng hàng thủ chắc chắn trước khi tính chuyện lập công. Điều này khiến cho Việt Nam giai đoạn 2018 đến 2022 rất khó bị thủng lưới và luôn giữ được sự lì lợm kể cả khi đối đầu với những tập thể sừng sỏ. Thế nhưng đừng vội kết luận thầy Park chỉ giỏi giúp đội nhà dựng showbiz mà không biết cách tấn công. Đại diện Đông Nam Á ở giai đoạn thăng hoa không thiếu những pha phối hợp mãn nhãn cùng nhiều bàn thắng nức lòng người hâm mộ. Hơn thế nữa, điều làm ông thầy xứ Kim Chi được fan Việt yêu quý chính là sự gần gũi cũng như quan tâm thật lòng đến các cầu thủ. Không hề có khoảng cách trong công việc cũng như là cuộc sống, thầy Park chia sẻ cùng các học trò mọi buồn vui và nhận được sự tin tưởng rất lớn. Chỉ khi mọi người cởi mở với nhau, những câu chuyện về chiến thuật và mục tiêu xa hơn mới có thể phát huy tác dụng. Vốn đã làm việc với phần lớn các tuyển thủ hiện tại cũng như nắm rõ tình hình những đội bóng trong khu vực, thuyền trưởng người Hàn hứa hẹn sẽ sớm đưa đội tuyển Việt Nam trở lại vị thế đua vô địch trong các sân chơi như AFF Cup hay là SEA Games. Thậm chí lối chơi khó chịu năm nào khi đụng độ các tập thể Tây Á cũng sẽ xuất hiện khi binh đoàn Rồng Vàng phải chinh chiến tại vòng loại World Cup hay các giải đấu cấp châu lục khác. Thứ hai, Kiatisak Senamuang. Tất nhiên, danh sách ứng viên cần nhiều hơn một cái tên, và Kiatisak chính là nhân vật được đồn đoán nhiều thứ hai sau thầy Park cho chiếc ghế nóng tại tuyển Việt Nam. Vốn là một tượng đài khi còn thi đấu, Zico Thái cũng rất mát tay khi theo nghiệp cầm quân với bảng vàng thành tích, chẳng thua kém gì những chiến lược gia hàng đầu khu vực. Ông thầy xứ sở chùa vàng từng giúp cho đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016 cùng phong độ hủy diệt. Bên cạnh đó, tấm huy chương vàng SEA Games cũng về tay U23 Thái Lan khi được dẫn dắt bởi Kiatisak. Ở quy mô châu Á, hạng tư của Asian Games 2014, cùng việc giúp bầy voi chiến vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2018 chính là lời khẳng định cho đẳng cấp của thuyền trưởng 50 tuổi. Là mẫu người thân thiện và dễ thích nghi, cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai luôn tạo ra thiện cảm tốt với các cổ động viên, truyền thông, cầu thủ và thậm chí là những tập thể mà mình đối đầu. Tạm bỏ qua thời gian ở quê nhà mà chỉ tính những mùa giải Zico Thái dẫn dắt Hoàng Gia Lai cùng Công an Hà Nội thì bầu không khí vui vẻ là điều dễ thấy nhất ở những câu lạc bộ này. Không hề có sự căng thẳng hay mâu thuẫn thầy trò nào xuất hiện, và đây cũng là điều có thể lặp lại ở tuyển Việt Nam nếu Kiatisak là người được chọn. Thậm chí chiến lược gia xứ Sùa Vàng còn có sẵn những chiêu độc lạ đắc nhân tâm như xoay vòng tấm băng thủ quân hay luôn đứng ra bảo vệ các học trò nếu cần thiết. Bên cạnh đó, khả năng ekip của thuyền trưởng Công an Hà Nội mâu thuẫn với báo chí cũng bị loại bỏ khi ông thầy sinh năm 1973 biết khá nhiều tiếng Việt và cực kỳ cẩn trọng trong phát ngôn. Tất nhiên, sự thân thiện là chưa đủ để làm nên một huấn luyện viên giỏi. Yếu tố giúp tượng đài bóng đá Đông Nam Á nhận được sự tôn trọng chính là triết lý rõ ràng cùng lối chơi kỹ thuật, bóng ngắn và đề cao tính đồng đội. Dễ thấy dù làm việc ở đâu thì các tập thể dưới quyền của Zico Thái Lan đều chơi ban bật đẹp mắt và lấy tấn công làm chủ đạo. Thế nhưng ông thầy 50 tuổi cũng chẳng phải là người ngô nghê bỏ qua yếu tố thành tích. Thậm chí đây mới là mục tiêu đầu tiên mà cựu thuyền trưởng Thái Lan nhắm đến khi từng thừa nhận rằng bóng đá đẹp là phải có 3 điểm. Nói là chơi đẹp mà không chiến thắng thì cũng chưa tốt lắm. Vị trí thứ 3, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Với sự dồi dào của nguồn huấn luyện viên nội thì sẽ không phải cú sốc quá lớn nếu tuyển Việt Nam cân nhắc mời một cái tên trong nước làm nhiệm vụ thời gian tới. Thậm chí giới chuyên môn còn có sẵn ứng viên chất lượng mang tên huấn luyện viên Chu Đình Nghiệp. Hiểu theo một cách đơn giản thì ông thầy 52 tuổi chính là chiến lược gia giàu thành tích nhất của bóng đá nội.
Danh xưng trên đến sau 3 chức vô địch V-League, 2 cúp quốc gia, 2 siêu cúp cho thời gian vị chuyên gia sinh năm 1972 làm việc tại câu lạc bộ Hà Nội. Kể cả khi chuyển sang dẫn dắt tập thể có tiềm lực hạn chế hơn là Hải Phòng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn tạo ra dấu ấn lớn khi giúp nhiều cái tên tương đối bình thường chơi thăng hoa để đưa đại diện thành phố Hoa Phượng Đỏ giành ngôi Á quân V-League 2022. Về mặt lối chơi, thuyền trưởng gốc Thanh Hóa bị ám ảnh với cách đá tấn công và có thể bắt các học trò tập đi tập lại những bài đánh tủ của mình. Nếu chơi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, đội tuyển Việt Nam khả năng cao sẽ hướng đến việc áp đặt thế trận và chủ động kiểm soát bóng trong mọi hoàn cảnh. Để làm được điều đó, các cầu thủ dưới trướng của huấn luyện viên Hải Phòng nhận yêu cầu phải tự tin cầm bóng rồi chủ động ban bật để tìm khoảng trống và khai thác không gian bằng những pha di chuyển và phối hợp thông minh. Tất nhiên ai đó sẽ lo ngại tình hình nóng như lửa của cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Hà Nội sẽ tạo ra nhiều hệ lụy khi cầm quân tại tuyển quốc gia. Thế nhưng nếu xoay câu chuyện sang hướng khác để nhìn nhận cá tính mạnh mẽ mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thể hiện chính là cách ông bảo vệ cũng như đảm bảo các học trò tập trung toàn bộ vào chuyên môn, không có sự xào nhãng nào được phép xuất hiện và lợi ích tập thể luôn cần được ưu tiên, thì đó chính ra lại là điều có lợi. Veliza Popos. Bên cạnh thầy Nghiêm thì Veliza Popos cũng là một huấn luyện viên nhận đánh giá cao tại V-League khi xây dựng cho tập thể mình dẫn dắt lối đá rõ ràng cùng cá tính không thể trộn lẫn. Với bầu nhiệt huyết sôi sục, ông thầy người Bulgaria hướng đến việc xây dựng những tập thể có nền tảng thể lực sung mãn và sẵn sàng di chuyển liên tục suốt cả trận. Nếu theo dõi câu lạc bộ Thanh Hóa vài mùa giải vừa qua, các fan trung lập chắc hẳn sẽ rất thích cách cầu thủ chạy liên tục, chuyền bóng nhanh và thi đấu với cường độ rất cao. Không chỉ vậy, lối chơi phòng ngự phản công cùng với pha phối hợp từ biên cũng là những bài tủ giúp Popos tạo ra dấu ấn trong những trận đấu. Chắc chắn nếu có cơ hội ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia 48 tuổi sẽ thổi sự nhiệt huyết vào mỗi trận đấu cùng phong cách chỉ đạo trực diện và cực kỳ quyết liệt. Thậm chí trong những pha bóng cần thảo luận, thuyền trưởng sinh năm 1976 cũng không ngần ngại tranh cãi để bảo vệ quyền lợi cho tập thể mình dẫn dắt. Quả thật là một cá tính thú vị và dường như Veliza Popos cũng đang theo rất sát những diễn biến ở binh đoàn Rồng Vàng. Minh chứng cho luận điểm trên là các bài đăng về đội tuyển Việt Nam trên trang cá nhân của vị chiến lược gia người Bulgaria cùng nhiều lời động viên tích cực. Rõ ràng Popos có tham vọng lớn và hoàn toàn cởi mở trước cơ hội nâng tầm sự nghiệp nếu thực sự trở thành người kế nhiệm cho Philippe Chuzier. Vị trí thứ 5, Vũ Hồng Việt. Sau khi đi qua những ứng viên đầy cá tính thì có lẽ người hâm mộ sẽ cần một cái tên cân bằng hơn với một cái tên đó là Vũ Hồng Việt là sự lựa chọn không tồi. Vốn là một tiền vệ có lối chơi đậm chất kỹ thuật cùng nhãn quan chiến thuật hiện đại khi còn thi đấu, chiến lược gia 45 tuổi hiện đang có thành tích xây dựng lối đá đẹp mắt cho Thép Xanh Nam Định. Về mặt thành tích thì vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng V-League hiện tại là minh chứng rõ nhất cho tài năng của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Là người theo đuổi bóng đá tấn công, Vũ Hồng Việt hướng đến việc xây dựng những tập thể vừa chơi hiệu quả nhưng cũng phải đảm bảo yếu tố công hiến với các cổ động viên. Không những vậy, ông thầy sinh năm 79 cũng có thế mạnh mà Kiatisak, Popos hay là Chu Đình Nghiêm còn thiếu, đó là từng làm trợ lý cho các cấp độ đội tuyển trong thời gian dài. Việc này giúp huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có mối quan hệ tốt với các cầu thủ cũng như hiểu môi trường đặc thù nơi binh đoàn Rồng Vàng. Thuyền trưởng của Thép Xanh Nam Định theo đó sẽ không cần thời gian thích nghi quá lâu mà có thể bắt tay vào công việc vực dậy đội tuyển quốc gia ngay lập tức nếu nhận được sự tin tưởng. Và đó là 5 ứng viên sáng giá nhất cho vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Mỗi người đều có điểm mạnh và triết lý riêng nên sẽ thật khó để nói rằng ai đang nắm lợi thế lớn nhất. Mọi bất ngờ sẽ còn nằm ở tương lai và hãy cùng chờ đợi những bước đi tiếp theo từ VFF.